Em là ở đâu đấy nhở? Em ở Đà Nẵng chị. Dạ. Ừ. Bây giờ thế này em nhá. Giáo trình của bên chị là bắt đầu với khóa vận tải này sẽ là mùng 1 tháng 1 2017. Thế thì Dạ. khi mà cái thời gian hiện tại bây giờ này luôn để là năm 18, bởi vì bây giờ hôm nay là 29 tháng 8 2018 đúng không? Dạ, Cho nên dạ. ngày toán này khi mà em bắt đầu vào sử dụng thì em đổi lại chị là năm 17 nhá. Để mình Dạ, sẽ xử dạ. lý công việc cho nó dễ. Cũng như giống như là em có thể là làm lại cái chương trình báo cáo tài chính năm 17 đấy của công ty. Tức là có thể là khi em học cái khóa này xong em cảm thấy là cái cách làm của công ty mình đang sai ấy, thì mình sẽ tạo một cái cơ sở dữ liệu mới đúng không? Trên Dạ. Visa này để mình làm lại. Thì mình cũng để ngày toán về năm 2017 để mà làm việc. Đúng không? Dạ chị, Rồi. trước khi học em nói luôn là vì vì cái mà thuế hay là thuế thu nhập cá nhân, ví dụ như mấy cái đó em cũng chưa có rành, nên có gì đến phần đó là chị hướng dẫn giúp em về giải thích luôn giùm em, nhiều cái em không biết. Rồi, rồi, tức là thế này, chị nói thế này, chị nói cũng trao đổi luôn. Dạ. Thứ nhất là về nội dung khóa học này ấy, nó là Ừ. chủ yếu là hướng dẫn cho học viên. Thứ nhất là các cái vấn đề hạch toán, chủ yếu là đi sâu về Dạ. vấn đề hạch toán để lên báo cáo tài chính và Dạ. liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và lập tờ khai thuế giá trị gia tăng. Trong nội dung Dạ. học này nó sẽ không có cái phần thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, chị sẽ có À. thể bổ sung cho em những cái kiến thức đó Dạ. ngoài luồng một Dạ chút dạ. nhá, em có thể hỏi. Dạ Ok. dạ. Thứ nhất, đó là hôm nay chị sẽ giới thiệu về cái vấn đề là tất cả các cái nội dung trên phần mềm như là danh mục này, nghiệp vụ hệ thống, tiện ích và trợ giúp. Thì trong danh mục này ấy là chủ yếu nó sẽ đi khai báo các vấn đề. Ví dụ như là tài khoản này, cơ cấu là phòng ban này, đối tượng là khách hàng nhà cung cấp nhân viên này, nha, kho này, thấy chưa? Công trình Dạ. và ngân hàng. Nghĩa là danh mục là chỉ nhằm mục đích là khai báo thôi, chứ chưa hề liên quan đến vấn đề hạch toán. Em hiểu chưa? Dạ. Dạ. À, thế còn em nhìn thấy cái menu phía dưới này, nó có đầy đủ tất cả là quỹ ngân hàng, mua hàng, bán hàng, kho, công cụ và tài sản cố định. Riêng tiền lương thì ta sẽ không hạch toán trên phần mềm Visa mà ta sẽ lập ở ngoài bảng Excel. Rồi sau đó chị sẽ hướng dẫn hạch toán lên phần mềm Visa cho đơn giản nhá. Dạ. Rồi. Bây giờ em gạch thứ nhất, khai báo phòng ban. Và vì sao phải khai báo phòng ban? Bởi vì bắt buộc rồi nhá. Tức là từng bước chị đi, cái gì ưu tiên số 1 đầu tiên thì mình phải làm. Bởi vì nếu không làm những bước này nó lại liên quan đến bước sau, em sẽ không làm được. Cho nên dù những bước đơn giản này em vẫn phải làm. Danh mục này, cơ cấu tổ chức, chị bấm thêm đây. Thế thì trong một công ty vận tải, chị sẽ phân ra là hai phòng ban thôi, đó là phòng quản lý. Có thể trên thực tế công ty lớn ấy thì nó sẽ có rất nhiều phòng. Rồi sau đó chị bấm cất, thì có nghĩa là chị cất cái phòng này và chị thêm cái phòng khác. Hoặc nếu như ở đây đến đây chị bấm cất và thêm, có nghĩa là cất cái phòng quản lý đi mà thêm một cái phòng là phòng khác Dạ. trong cái công ty này. Trong công ty vận tải thì chủ yếu là chỉ có phòng quản lý thôi. Phòng quản Dạ. lý bao gồm phòng kế toán và phòng giám đốc, đúng không? Còn một cái phòng Dạ. nữa là phòng điều xe. Em ghi cho chị là tên là bộ phận xe. Dạ. Tên đơn vị là em ghi không phải là công ty mà là phòng ban. Em hiểu chưa? À, Phòng ban này nó thuộc vào công ty, cho nên đây phải là phòng điều xe. Nhá. dạ. Tức là chỉ phân ra hai bộ phận thôi. Đơn giản chỉ là các cái chi phí quản lý ta cho vào 642. Đúng không? Còn Dạ. những cái gì mà liên quan đến phòng điều xe thì ta sẽ cho vào 154 để hình thành nên cái giá thành của vận tải. Em hiểu chưa? Từ chị, từ cho bộ phận phòng phòng quản lý là bộ 642. Còn phòng điều Ừ. xe là 154. Đúng rồi, tách ra tức là những cái Dạ. chi phí gì liên quan đến bộ phận xe sẽ là 154, còn cái gì liên quan đến bộ phận quản lý sẽ là 642 Rồi. liên quan về sau. Và như vậy trong giáo trình ở buổi 2 này nhá. Em quay ra danh mục này. Vào đối Dạ. tượng này. Nhân viên. Chị bấm thêm đây này. Nhá. Dạ. Thì chị chọn mã này, tên này. Chức danh là gì và thuộc cái bộ phận nào. Dạ. Thấy chưa? Ví dụ Lê Ngọc Sáng là giám đốc, đương nhiên họ Dạ. sẽ thuộc về bộ phận quản lý. Đúng không nào? Dạ. Rồi bấm cất vào thêm đây nhá. Trang thứ hai, Dạ. danh mục tài khoản ngân hàng. Em sẽ vào danh mục này. Ngân hàng đây, chọn tài khoản ngân hàng đây, mình bấm thêm đây. Mình đánh số tài khoản ngân hàng là số gì? Thuộc ngân hàng nào ấy? Thì Dạ. mình chọn đây, giống như giáo trình nhá. Danh mục khách hàng nhà cung cấp. Tên là khách hàng, dưới là nhà cung cấp, đúng không? Thì mình làm danh mục đối tượng, trên là khách hàng. Dạ. Thì mình tương ứng gọi là khách hàng, bấm thêm.
An Phú, công ty tổng hợp An Phú, địa chỉ, mã số thuế, đúng không? Chị sẽ ghi là KH là khách hàng, chấm An Phú. Cất và thêm cũng tương tự như thế, có nghĩa là cất cái cũ và thêm cái mới, còn cái cuối cùng thì kết thúc gọi là cất luôn. Vào danh mục đối tượng nhà cung cấp cũng bấm thêm đây. Được chưa? Mã tên, địa chỉ, mã số thuế. Nhà cung cấp cái này là đầu vào đúng không Đúng rồi. Bán hàng là đầu ra. Tuy nhiên là đây là cái danh mục đầu kỳ. Có nghĩa là cái công ty này là nó thành lập trước năm 17. Nghĩa là bây giờ mình đang phải khai báo những cái danh mục liên quan đến công nợ đầu kỳ đấy. Cái buổi 2 này nó liên quan đến chốt cái số dư đầu kỳ. Em hiểu không? Nghĩa là ví dụ như em làm năm 18 thì em phải lấy báo cáo của năm 17. Trên báo cáo năm 17 mà nhìn thấy công nợ phải thu thì đương nhiên em phải có cái danh sách khách hàng này ấy để em khai. Em khai và em có những cái báo cáo như là công nợ phải thu đây này. Hiểu chưa? Này nó em nhìn này, đầu tiên em nhìn bảng cân đối, tất cả là suy từ bảng cân đối tài khoản mà ra. Thì em thấy trên bảng của em có tài khoản 131 nhá. Nợ là 433. 5 triệu 1 đúng không? Thì nhìn công nợ phải thu khách hàng này, 43 triệu 300, 5 triệu 1 đúng không? Nghĩa là khi em nhìn trên bảng cân đối số phát sinh mà có chi tiết 131 thì em phải xin luôn kế toán thuế là chi tiết công nợ phải thu này là cụ thể những khách hàng nào để khớp với số dư mà bảng cân đối người ta đưa cho em. Em hiểu không? Thì từ đó em mới bê cái này lên trên phần mềm Visa để làm tiếp. Tại vì bên Đó. em á là mới hồi năm ngoái mới có 3 đầu xe, năm nay thêm 3 mới có 6 đầu xe vậy. Ít lắm, nên là không không có không có kế toán. Nói chung là chỉ một mình em là chưa chưa có cái gì phải thu, chưa có cái gì hết chứ. Nó ít lắm. Tức là có nghĩa là chưa có công nợ phải thu, đúng không? Chưa có công nợ phải trả, đúng không? Nhưng mà chị phải dạy hết từ sau này nó sẽ Ừ, có thì đương một nhiên một ít chị đã khách nói hàng. rồi, chị sẽ đi theo giáo trình của bên chị mà giáo trình bên chị có cái gì thì chị sẽ dạy em hết luôn, được chưa? Mà đương nhiên giáo trình của bên chị nó đầy đủ rồi. Rồi, thì em hiểu ý của chị chưa? Đấy, nghĩa là trên bảng cân đối này nó có mối quan hệ này, 131 của em là bên nợ bên có như thế nào thì phải có chi tiết. Tức là chị đang dạy như thế này đến khi mà em phát sinh một cái công ty khác mà em nhìn thấy vấn đề như thế này thì em phải hỏi chi tiết của kế toán. Em hiểu chưa? Hoặc là về sau công ty em nó lớn lên nó phải có công nợ chứ. Được chưa? À, tiếp theo thì chị sẽ hướng dẫn tiếp, đó là cái phần công nợ phải trả. Em nhìn thấy công nợ phải trả liên quan đến 331, tức là phải trả cho cái nhà cung cấp ấy. Thì đương nhiên trên bảng cân đối của em cũng nhìn đến cái chỉ tiêu nào? 3 3 1. 331. Đúng chưa? Rồi. Tiếp theo, đến cái phần bảng công nợ phải thu. Khi mà có cái mã khách hàng xong thì bắt đầu mới khai được cái mã công nợ phải thu này. Em hiểu chưa? Tức là khai cái mã nhà cung cấp và khách hàng là bước thứ nhất. Bước thứ hai nhé. Bước thứ hai. Vào nghiệp vụ này. Nhập số dư ban đầu. Đây công nợ của khách hàng. Tương tự như thế thì công nợ nhà cung cấp này, bấm sang công nợ nhà cung cấp. Rồi. Ở đây là danh sách các đầu xe của bên chị, đúng không? Sẽ có 5 cái danh sách này. Thì giống như bên em thấy thôi, công ty vận tải nào cũng sẽ có khai báo các đầu xe. Mà các công ty vận tải thì thường là sẽ theo dõi doanh thu theo đầu xe luôn. Đó là nhiều yêu cầu của nhiều công ty hay theo dõi kiểu đấy. Ví dụ em làm nội bộ đi, hoặc làm thuế đều làm được như thế là tốt. Em hiểu không? Nhưng mà ví dụ như làm theo cái này thì mình phải tách cái hóa đơn xăng dầu của từng xe riêng, đúng Đúng, không? đúng rồi, chính xác. Lại lại mất công vì năm Oh, trước là em không có rồi. không, không. Bắt buộc phải làm xăng dầu cho từng xe ô tô thì mới đúng đấy nhá. Từng chuyến hàng. Tức là tách xăng dầu cho từng chuyến hàng chứ không phải từng xe ô tô. Mà từng chuyến hàng nó là thuộc vào xe nào thì càng tốt. Nhá. Thì bây giờ em sẽ quan tâm đến cái mã dịch vụ phía dưới này này. Thấy chưa? Có nghĩa là đây, trong các cái quá trình làm việc ở đây là sẽ có hóa đơn 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12. Em hiểu không? Tức là sẽ có những cái cước vận chuyển của những cái hóa đơn này. Nhá. Thì em vào danh mục này. Công trình này. Em sang phần công trình em chọn đây. Em bấm thêm nhá. Thực ra mà nói là mình đang tính giá thành theo công trình đấy, vì bên là dịch vụ là nó là công ty vận tải, tính giá thành theo dịch vụ. Em hiểu chưa? Thế thì em sẽ làm cho chị đây này. Mã dịch vụ hóa đơn số 1 này nhá. Cái này hóa đơn đầu vào đây em chị xăng dầu đấy không? Hóa đơn không, hóa đơn này là hóa đơn để ý là hạch toán các cái nội dung hóa đơn đầu ra về sau đấy. À đầu ra em tưởng đâu là đầu vào. Không, đây là đầu ra nhá. Hóa đơn số 1 này. Em ghi cho chị là đây là mã công trình. Mã hóa đơn ấy, theo mã hóa đơn. Hóa đơn số 1. Dịch vụ cước vận chuyển của hóa đơn số 1. Chị ghi là hóa đơn số 01 nhá. Được chưa? Em bấm cất vào thêm.
À tương tự như thế em làm với chị các hóa đơn còn lại đi. Rồi sau Dạ. em cứ làm đi, em hiểu cái đã, rồi sau này em sẽ vỡ ra dần nhé. Dạ.